Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 tháng 2 năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 2 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà sắm xe, tiền tiêu vô kể quý vị ạ. Bất kể những con giáp khác ra sao, nhưng đối với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu đất tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Bính Tý tháng 2 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều cơ hội trở thành thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có từ sau rằm tháng 2 âm lịch, khiến cho nhiều người ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người, mỗi số mệnh khác nhau, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng. Và chắc chắn thì không phải là những người nào sinh ra sung sướng sẽ được sung sướng cả đời. Và bên cạnh đó, không phải ai sinh ra trong cảnh nghèo hèn thì cũng phải chịu cảnh lầm than khốn khó cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh của họ sẽ thay đổi. Người xưa có nói một câu mà Diễm Quỳnh cũng rất là tâm đắc, đó là cuộc sống sung túc đủ đầy thì thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy mà trong 12 con giáp thì có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể cuộc sống của người khác có ra sao. Nhưng mà đối với con giáp này thì họ chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu như mà không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa, phú quý, không thiếu bất kỳ một điều gì. Viên mãn đủ đường, đủ đầy trong năm 2022. Vâng, và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch qua video chi tiết ngay sau đây với sự trợ duyên từ thầy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy, trong cuộc sống họ chịu nhiều phen lao đao vất vả, tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng tới trung vận mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng chính là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn tạo áp lực cũng như là mạo hiểm cho bản thân. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ thuận lợi. Sự nghiệp của người tuổi Bính Tý tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe của nữ Bính Tý tháng này khá ảm đạm. Bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Bính Tý phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm trong tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tý cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Bính Tý trong tháng 2 này vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp bất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm ăn cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học hành, bạn cũng sẽ có được những bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân.
Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Tý để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 2 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Bính Tý không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào các công việc làm thêm cũng sẽ kiếm thêm được một khoản dư đôi kha khá. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp phải những chuyện không hay, không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Các quý gia chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 2 năm 2022 âm lịch là lúc mà tuổi Bính Tý sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1996 trong tháng 2 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể không bỏ qua những nội dung mới nhất mà chúng tôi sẽ đăng tải ngay sau đây. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào quý vị và hẹn gặp lại!